Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với The Fun GDF nè. Thôi, mình tiếp tục với cái series mình nói về Big O và những cái quy tắc khi mà mình làm việc với nó. Thì có những cái quy tắc khi mà các bạn gặp cái Big O này, mình có thể làm cách đơn giản hóa và mình lựa chọn cái Big O cho nó đúng với những cái hàm của mình. Thì ở đây có 4 cái quy tắc mà mình phải nhớ. Thứ nhất là chỉ tính cái trường hợp tệ nhất ha. Cái thứ hai là loại bỏ các hàng số. Cái thứ ba là đặt những cái tên khác nhau cho các input khác nhau, những cái term khác nhau. Và cái thứ tư là chọn cái trường hợp có mang tính có quyết định nhất ha. Nghĩa là chọn cái trường hợp lớn nhất. Rồi bây giờ mình sẽ đi cụ thể vào từng cái quy tắc để cho mình có thể hiểu được ha. Đầu tiên là quy tắc 1 là chỉ tính trường hợp tệ nhất. Rồi bây giờ mình ví dụ ở trong cái function này đi. Ở đây mình có một cái function tên là tìm dep. Nhưng mà đây khi trong tìm dep thì mình đưa dòng cái mảng thì chỉ đơn giản thôi là mình đi qua hết một cái array này. Mình tìm coi cái nào là dep thì mình sẽ log ra là tìm thấy dep rồi. Thì đơn giản cái function này đúng không? Rồi mình đã biết rồi. Một dòng for thì nó là on thôi đúng không ạ? Rồi. Cái function này mình sẽ chạy lên. Đây là file.cs. Đây, thì nó tìm thấy dep hai lần ở trong đây. Đúng không ạ? Rồi bây giờ ví dụ mình mở bớt một cái dep này đi, rồi thì chạy lại thì nó tìm thấy dep. Vậy thì mình sẽ hiểu là cái gì, ở đây mình có bao nhiêu phần tử ạ? 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ở đây mình có 23 phần tử, 23 cái item trong cái array này. Vậy thì cái lệnh for này nó sẽ được chạy 23 lần để đi hết từ phần tử đầu tiên tới phần tử cuối cùng, là nó sẽ chạy 23 lần để nó kiểm tra cái if có đúng hay không. Mặc dù cái dep của mình là nằm ở vị trí thứ 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đúng không ạ? Cái dep mình nằm vị trí thứ 7 nhưng mà cái lệnh này nó vẫn chạy 23 lần. Vậy thì mình có thể cải thiện cái lệnh này bằng cách nào ạ? Khi mình tìm thấy rồi thì mình break, có nghĩa là mình không cho cái dòng lập này nó tiếp tục chạy nữa, mà tới đây mình break luôn. Tới đây là nó break ra, nó xuống luôn, xuống đây luôn. Đó, nó không chạy nữa. Vậy thì ở đây trong trường hợp này thì mình chạy nó vẫn, kết quả nó vẫn là như vậy đúng không? Nó cũng fail dep. Nhưng mà nó chỉ chạy tới cái tầm thứ 7 là nó nghỉ rồi. Nó không có chạy thêm xuống nữa. Đó. Rồi, ví dụ như bây giờ mình sẽ lock cái con số y cho các bạn dễ thấy nè. Đây. Rồi mình chạy lại. Rồi, nó chạy từ 0 cho tới 6 thôi, nghĩa là 7 lần. Đúng không ạ? Còn nếu như mà mình không có cái lệnh break này thì nó sẽ chạy. Đây. 1, 2, 3, từ 0 cho tới 22, tổng cộng là chạy 23 lần và ở đây là nó fail dep. Đúng không ạ? Thì khi mình thêm lệnh break ở đây. Mình thêm cái lệnh break ở đây thì nó sẽ chạy là có nhanh hơn, nó chỉ chạy tới 6 thôi, nó nghỉ rồi, mấy cái lệnh sau này nó không cần phải chạy nữa. Nhưng mà cái trường hợp, nhưng mà cái quy luật của mình là gì ạ? Mình không có thể nào mình nói có cái này có thể là n chia 2 hay là n chia 2 hay là n chia 3 gì đó. Ví dụ đây nó là 27, 20, 23 tầm đi, chia cho 7 thì nó đây là nó là 2 n chia 3 chẳng hạn. Thì mình không có nói vậy. Nhưng mình cải thiện như trường hợp này thì mình sẽ không được
không được nói là cái độ phức tạp thuật toán của thằng này là n chia 3 hay là n chia 2 gì cả, mà độ phức tạp thuật toán của thằng này nó vẫn là ON. Đó, các bạn nghe có về mặt lý thuyết thì mình vừa mới cải thiện được cái function của mình, nhưng trong cái trường hợp tổng quát, trong cái lý thuyết tổng quát đó, trong cái trường hợp tổng quát thì mình sẽ không biết được cái anh dép này anh nằm ở trường hợp nào. Ví dụ anh dép này anh nằm ngay cái item đầu tiên, ngay vị trí này, ngay vị trí đầu tiên này, thì gần như là mình chỉ có lệnh đầu tiên là mình xong rồi, thì nó là O1. Nhưng nếu cái anh dép này anh nằm xuống dưới cái item cuối cùng này đó, trường hợp anh dép anh xuống tới đây anh mới tìm thấy, thì nó là ON. Vậy thì trường hợp xấu nhất ở đây là gì? Mình không biết trước được cái array mình đưa vào, mình không biết trước được cái đầu vào mình đưa vào nó nằm ở đâu, thì cái trường hợp xấu nhất là mình phải duyệt qua hết cái mảng này để mình có thể tìm thấy ông dép này, thì nó phải là ON. Mặc dù về thực tế là các bạn đã có cải thiện ha, các bạn đã có cải thiện function của các bạn ha, và trong một cái trường hợp may mắn nào đó thì các bạn có thể là chạy nhanh hơn, nhưng mà trong cái trường hợp xấu nhất thì kết quả của cái việc break hay không break nó đều là như nhau. Mà ví dụ như trong trường hợp mà dép nó nằm ở vị trí cuối cùng này thì cái lệnh break này nó cũng không có cải thiện được gì cả, thì big O họ chỉ quan tâm trường hợp tổng quát và xem xét cái trường hợp xấu nhất trong trường hợp này, đó là lệnh cuối cùng họ vẫn chỉ nó là cái function này, mức độ phức tạp là độ phức tạp của nó là ON. Chứ mình không thể nào nói là trong trường hợp cái mảng như thế này thì nó sẽ là ON chia 2, trong cái mảng này nó là O1, thì không, người ta không quan tâm vào cái đầu vào ha, người ta chỉ xét cái trường hợp xấu nhất của cái đầu vào đó thôi. Đó là cái nguyên tắc đầu tiên, nguyên tắc thứ nhất. Nguyên tắc thứ hai là mình sẽ loại bỏ các hằng số. Rồi bây giờ mình quay lại những cái bài tập hôm trước mà mình làm đây. Đấy, ví dụ như ở đây mình tính ra được là O3 cộng 8N, thì loại bỏ cái hằng số là gì ạ? Đây số 3 là hằng số nè, 8N là hằng số nè, thì mình đều loại bỏ hết. Và cuối cùng mình rút gọn lại chỉ còn là ON thôi ha. Đó, đó là cách để mà mình rút gọn một cái function. Đó, cái một cái big O, dù mình tính đây là 3 cộng 3N thì nó chỉ còn lại là ON thôi, 8N thì gì nữa thì nó cũng chỉ còn lại là ON thôi ha. Đó là nguyên tắc thứ hai, nó cũng rất là đơn giản ha. Nguyên tắc thứ nhất là lựa chọn cái trường hợp xấu nhất. Nguyên tắc thứ hai, mình loại bỏ đi các hằng số. Rồi, nguyên tắc thứ ba là gì? Mình đặt tên khác nhau cho các input khác nhau. Thì tất nhiên tên khác nhau cho các input khác nhau là đúng rồi, chứ input làm sao mà một cái đầu vào mà có hai cái input kiểu này, đúng không vậy? Thật ra là nó là như vậy nè các bạn. Mình có, ví dụ mình có thêm một cái function đi, function x gì đó ha, thì nó có hai input là array 1 và array 2. Sau đó mình sẽ có một cái dòng lập nhiều này là array đi ha. Rồi mình console block cái phần tử y. Rồi tương tự mình sẽ có dòng lập cho cái array 2 này, và mình đặt tên nó là g, là g ha, g, và đây là g. Rồi thì người ta sẽ hỏi các bạn là độ phức tạp thuật toán ha, time complexity của nó, của cái function này là cái gì. Các bạn sẽ thấy
ở đây có hai dòng for rời nhau, đúng không ạ? Hai dòng for rời nhau thì như quy tắc của mình là gì ạ? Một dòng for thì nó sẽ là on, một dòng for nó là on, nhưng mà giờ hai dòng for thì nó phải là on cộng n hay không, đúng không? Nếu như nè, các bạn lưu ý trường hợp nha, nếu như cái dòng for thứ hai này mà nó sử dụng cái array một luôn, nghĩa là sử dụng chung input của dòng for trên thì đúng là n cộng n. Nhưng trong trường hợp này cái đầu vào các bạn là hai cái array khác nhau, hai cái mảng khác nhau, mình sẽ không biết cái mảng nào nó lớn hơn mảng nào, cái lúc nào thì array một lớn hơn, lúc nào array hai lớn hơn, mình sẽ không biết. Nên mình không thể nào mà mình nói là cái thằng nào lớn hơn nào được, cái chuyện đó là mình không xác định được ha. Cái thứ hai nữa là mình sẽ không thể đặt cả hai anh này đều là n được. Đặt tên là đặt cái term này nè các bạn, cái term này nè, ví dụ như array một này mình đã đặt nó là n rồi thì array hai này mình phải đặt nó tên nó là m đó. Vậy thì quy tắc thứ ba là gì? Đặt những cái tên khác nhau cho các input khác nhau, nghĩa là nếu đây có hai cái array mà đều phụ thuộc vào cái vòng for, cái vòng for nó phụ thuộc vào hai cái array khác nhau thì mình phải đặt những cái term khác nhau cho cái big O của mình, dù một cái là n, một cái là m ha, hoặc là một cái là a1, một cái là a2 gì đó, cái đó là tùy các bạn. Nhưng mà mình thì cứ m với n đi cho nó giống với xã hội ha. Thì đây chính là độ phức tạp của cái function này ha. Ở đây mình sẽ đặt array 1 nó là n nè, và array 2 này mình sẽ đặt nó là m đó. Thì độ phức tạp của nó đây sẽ là O n cộng m ha. Rồi nếu trong trường hợp mà nó không phải là nó nằm cùng cấp với nhau mà nó lồng vào nhau như thế này thì sao ạ? Thì lúc này mình sẽ đổi thành phép nhân là O n nhân m. Mình không thể nào nói nó là O không thể nào nói nó là O n mũ 2 hay là O m mũ 2 gì được hết nha. Tại vì hai cái này là hai cái input khác nhau, nó không có mũ lũy thừa gì ở đây được hết trơn hết. Có bạn sẽ thắc mắc là ok, nếu mà mình vừa rồi mình học gì trường hợp tệ nhất đúng không? Thì ví dụ như ở array 1 nhỏ hơn ở array 2 thì mình đặt cái trường hợp tệ nhất là array 2 là trường hợp tệ nhất đi, là n, thì có phải này cũng là n mũ 2 không? Nhưng mà không được ạ. Cái này là hai tập hoàn toàn tách biệt với nhau nên mình không có thể nào mà mình tính là cùng với nhau như vậy được. Giống như là mình không thể đem con chó mà cộng với con gà vậy đó, không thể nào đem con mèo mà nhân với con cá được hết. Đó, nó là cái kiểu như vậy đó ha, các bạn phải hiểu phân biệt cái quy tắc thứ ba nó là như vậy. Rồi bây giờ chọn trường hợp lớn nhất mà có tính quyết định nhất thì bây giờ tiếp tục mình sẽ viết một cái function nữa ha. Rồi mình viết một cái function mới thôi, mình lấy cái function này luôn đi. Thôi mình viết function mới đi. Function x tới y đi ha. Nó cũng đưa vào một input của nó một cái array. Sau đó mình lấy ví dụ như là mình let a bằng 1 gì đó đi. Tạo cái function trong đó là for y bằng 0 y bé hơn y. Rồi lắp ra cái y này. Rồi tiếp tục ha. Rồi mình lại tiếp làm tiếp một cái vòng lặp thứ g nữa. Trong vòng lặp này mình lại tiếp tục cho một cái vòng lặp nữa ha. Rồi mình sẽ làm gì đó z nhân cho index đi chẳng hạn vậy ha.
Rồi thì giờ mình bây giờ mình sẽ gọi là tìm cái độ phức tạp thuật toán cho cái function y này. Thì đầu tiên là gì ạ? Mình coi, đầu tiên đây nó có một dòng for đúng không ạ? Thì nó phải là đầu tiên nó có một cái n trước đã đúng không ạ? Dòng for này nó liên quan tới cái array này, thì nó là mình bỏ mấy cái này đi, nó là cái này là phải một nè cộng cho, nhưng mà thôi mình bỏ cái cần xăng đi, thì mình bỏ qua cái một cái này, mình chỉ tính tới cái dòng for thôi. Mình cứ nhớ một cái dòng for là nó sẽ là một cái n. Rồi thì nhảy vô đầu tiên nó là n, rồi tiếp tục xuống dưới dòng for lại là một cái dòng for, và dòng for này có hai cái for nó lồng vào nhau và nó đều phụ thuộc vào cái array. Vậy thì nó phải là n nhân n thì nên là n mũ 2, và ở giữa này nó cùng cấp nên là nó sẽ là dấu cộng, đúng không ạ? Khi ban đầu mình tính ra nó sẽ là như vậy. Rồi thì cái quy tắc thứ tư nó nói cho mình nghe là cái gì? Ở đây nó không phải hằng số, mình không thể loại bỏ được nè, đúng không ạ? Đó, nó không phải hằng số, mình không thể loại bỏ, mình chỉ được loại bỏ những cái hằng số thôi. Ở đây nó là n, nó không phải là hằng số, mình không được phép loại bỏ nó. Thì quy tắc thứ tư nó nói là mình chỉ chọn cái gì, một cái điều kiện mà nó mang tính quyết định nhất, nó ảnh hưởng lớn nhất. Thì trong cái này các bạn thấy là n với n mũ 2, rõ ràng n mũ 2 nó lớn hơn hẳn, đúng không ạ? Nó hơn rất nhiều, nên là mình sẽ loại bỏ cái n này đi. Thì cuối cùng nó sẽ chỉ còn lại là gì ạ? Ô n mũ 2 thôi. Đó, đó là cái quy tắc thứ tư khi mà mình rút gọn, mình tối giản một cái cô. Thì nó cũng tương tự như cái quy tắc mà mình chọn cái trường hợp tệ nhất vậy đó. Thì n mũ 2 với n này, thì n mũ 2 tệ nhất thì mình chọn là n mũ 2 ha. Đó, trường hợp tệ nhất, hoặc là nói là trường hợp có tính quyết định nhất. Đó, đó là bốn cái quy tắc mà mình sẽ áp dụng để mình rút gọn cái độ phức tạp thuật toán này. Và những cái thứ mình đang nói này nó thuộc về là time complexity, cái là độ phức tạp mà tính về thời gian ha. Thì có thể các bạn sẽ hơi bị thắc mắc là tại sao là O n cộng n mũ 2 thì chắc chắn là nó cái thời gian xử lý nó sẽ lớn hơn là n mũ 2, tại sao mình lại đi rút gọn về n mũ 2 ha. Đó, thì đúng là như vậy. Thì thực tế thì lúc nào nó cũng sẽ là nhiều nhiều function hơn, thì về một khía cạnh nào đó, một cái tính toán xử lý thì nó sẽ nhiều hơn, và thời gian xử lý của cái thằng này nó sẽ lớn hơn này là chắc chắn rồi. Tại sao mình lại rút gọn như vậy? Thì đây nó là một cái lý thuyết ha, lý thuyết để các bạn có thể đánh giá được cái sự phức tạp của cái thuật toán đó ha, về mặt thời gian, theo thời gian, chứ không phải là tính toán dựa theo con số thực tế trên thời gian. Không phải là bạn đo ra cái function này nó chạy là 10 giây, 20 giây gì đó thì bạn không thể nào mà rút gọn. Ví dụ như ON cộng N mũ 2 nó ra tới 10 giây, thì ON mũ 2 đáng lẽ nó chỉ là 8 giây, 5 giây thôi chẳng hạn vậy. Ví dụ như là bạn không thể nào nói là khúc này chạy bao nhiêu giây, khúc này chạy bao nhiêu giây trừ ra được. Đó, cái này là một cái lý thuyết phức tạp dựa trên thời gian, độ phức tạp dựa trên thời gian. Người ta đưa ra những cái chuẩn đó để các bạn có thể dựa vào đó và đánh giá một phần nào đó ha, về cái sự về cái gọi là tối ưu của cái thuật toán của bạn, cái thuật toán của bạn là tốt, đủ tốt hay chưa, đủ tối ưu hay chưa. Tất nhiên là bên trong những cái thuật toán đó bạn hoàn toàn bạn có thể là tới những cái tối ưu nhỏ nhỏ mà nó không hề ảnh hưởng tới cái ô này. Ví dụ như mình thêm cái dòng break đây, nó vẫn là một phương pháp tối ưu à. Thì trong nhiều trường hợp là nó chỉ chạy một lệnh một duy nhất thôi, nó là ô một luôn, vẫn rất là tốt trong trường hợp này trường hợp nọ. Thì cái đó nó vẫn có ha, cái đó nó vẫn có, vẫn tốt, chứ không phải là mình nói là nó không đúng, nó không đúng ha. Nãy cái bài mình đang làm đâu rồi? Cái mình mới có đâu rồi các bạn? À đây đây đây. Thì bản chất cái đây là nó đánh giá một ở mức độ tương đối là cái
thuật toán của bạn nó đang nằm trong cái vùng nào ở đây. Chứ mình không nói về thời gian cụ thể cho một cái xử lý. Tất nhiên là hai dòng for thì nó phải chạy nhiều hơn, tính toán nhiều hơn một dòng for, và hai dòng for lồng vào nhau chắc chắn nó sẽ tệ hơn rất nhiều. Và ví dụ như đây có dòng for, thêm một hai ba dòng for nữa, rồi thêm một cái dòng for lồng vào nhau nữa, thì chắc chắn độ xử lý sẽ nhiều hơn. Ví dụ như cái bài toán trên này đi, 3 + 8n thì chắc chắn là nó không thể nào mà nó bằng n được. Chẳng qua là người ta rút gọn để đưa nó về một cái vùng này, đó là ok, thuật toán của bạn nằm ở cái vùng màu vàng này ha. Thì có thể nó nhích lên đây hoặc nó nhích xuống đây cái kiểu ha, nó có thể đâu đó đây vòng vòng đây, nhưng mà thuật toán của bạn nó nằm ở trong cái vùng đó, độ tốt của nó ha, chất lượng cái độ tối ưu của nó đang nằm ở vùng đó, chứ không phải là các bạn phải cụ thể ra là bao nhiêu thời gian, hoặc là phải so sánh từng dòng ha. Tại sao người ta lại đi rút gọn như vậy, ý nghĩa nó là như vậy đó các bạn. Là các bạn nhiều khi các bạn tìm hiểu về cái này rồi các bạn không hiểu được tại sao cùng nói về thời gian xử lý, tốc độ xử lý này kia mà cứ đi tối giản một cách rất là kỳ cục, phải không? N cộng n mũ 2 lại cuối cùng lại bằng n mũ 2 đó. Những cái này 3n 8n 100n cộng n mũ 2 dẫn cho n mũ 2 đó. Đó thì cái câu trả lời của mình là vậy, đó là tính toán dựa trên cái lý thuyết để đưa cái function của bạn về một cái vùng nào đó trong cái complexity chart này ha. Rồi đó là bốn cái quy tắc ha, mình nhắc lại bốn cái quy tắc mà mình dùng để mà mình có thể là đơn giản hóa cái big O khi mà mình nhìn được ra một cái function. Và khi các bạn đi phỏng vấn thì các bạn đều áp dụng bốn cái công thức này, khi mà người ta hỏi về đồ tập toán nhìn vô các bạn sẽ biết được là rất là nhanh, các bạn làm thành thạo rồi các bạn sẽ nhìn vô rất là nhanh một cái function đó độ phức tạp thuật toán của nó là gì. Rồi thì tất nhiên là các bạn sẽ nhìn vào đây các bạn sẽ nói là còn nhiều cái mà mình chưa nói, ví dụ như log logaric n này, n logaric n, rồi mấy cái function này n mũ 2 là mình nói rồi đúng không, o 2 mũ n và o n dư thừa là cái gì mà tại sao mình chưa nói, thì mấy cái này mình xin phép, mấy cái gì mình chưa nói thì mình xin phép mình để lại cho những cái tập sau, cái video sau, để khi mà mình nói với các bạn về những cái giống như là đệ quy chẳng hạn, và những cái thuật toán tìm kiếm search thì sẽ có những cái này cho các bạn, và có một cái bản ghi nhớ luôn cho các bạn luôn ha. Rất là dễ thôi, không có gì khó hết. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong những cái video kế tiếp, và các bạn nhớ ghi nhớ rõ giùm mình ha, là những bốn cái quy tắc, nhớ nhắc lại là trường hợp tệ nhất bỏ cái hàm số và đặt những cái term khác nhau cho các input phụ thuộc, và chọn bốn là chọn cái trường hợp có tính quyết định nhất, có cái sức ảnh hưởng, cái sức nặng nhiều nhất ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại, các bạn thấy hay thì nhớ subscribe video cho mình nha.